quang cảnh bên ngoài sân bay của Charles de Gaulle. Mười mấy độ thôi, trời rất là đẹp. Và chúng ta đang chờ taxi. Đoàn tùy tùng đang chờ taxi về bán. Yes, ok. Cuối cùng chúng ta đã book được một chiếc xe to đùng để về trung tâm. Một chiếc xe 9 chỗ. Cho hai vợ chồng ngồi trên. Chúng ta đã bắt được một chiếc xe khổng lồ để về. Nào, phát biểu cảm tưởng hay là trong công cuộc bắt xe chúng ta như nào? Bạn có thấy con hả? Nào, hai nghe rằng chủ xe nào? Cảm nhận của con về Paris nào? Vui á? Sau khi mà hạ cánh xuống Paris mà phải ở trên máy bay chơi game 12 tiếng thì con cảm nhận nào? Không có gì. Không có gì á? Nắng siêu đẹp luôn, trời ơi. Ở Paris, chúng ta đã đến homestay. Trời nắng vàng ươm. Hơi nóng quá. Chúng ta sẽ ở một homestay ở trong ngõ này nhá. Chúng ta sẽ đi vào trong một cái ngõ. Ở Paris. Tìm số nhà 14 nha. Chúng ta ở số nhà 14. Nhà nắng đẹp quá. Đây chính là số nhà 14, chúng ta sẽ ở đây. Đúng không? Nắng siêu đẹp và chúng ta vào check-in. Ngày trước chị Phương Hiền ở đây ở cái nhà này. Con ngõ nhỏ chiếc nhà hòa homestay chúng tôi ở Paris. Nắng siêu đẹp. Chúng ta đang di chuyển để đi ăn trưa. Chúng ta đang đi trên đường phố ở Paris. Trời siêu mát luôn. Ben thấy thế nào? Rất là vui à? Thấy không khí Paris thế nào? Rất là trong lành. Nhà trong lành nhỉ? Thích hơn Hà Nội luôn, đúng không? Chàng trai Ben Ten đang đi khám phá phố phường ở Paris. Chiêu chim bồ câu mà nó không thèm bay luôn. Đúng là trời châu Âu. Chuẩn trời châu Âu luôn đấy nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Chúng ta đang đi giữa Paris hoa lệ, thưởng thức cái nắng vàng ươm của xứ sở này. Bốn à, gia đình đi lên đi kìa, áo đỏ đi lên. Đây à, quán này à anh? Chúng ta cùng sang đường để ăn trưa. Chúng ta ăn trưa ở quán La Dozi, Da La Dozi. Chúng ta đã có được bữa ăn làm siêu nhanh. Đây là cá hồi. Đây là thịt bò. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ăn món ốc ở Pháp. Chế biến cũng được. Ngành ngạch. Hai món à? Được. Ngon đấy.
mua vé tàu. Vé vé đấy là giữ đi cả ngày đấy nhá. Ta sẽ mua vé theo zone, donate 20 gold. Tickets pass. Visit một đây full fare 13. Từ từ con. Add to cart. 55 đồng. Nhà chính ra có 10 mấy đồng một người rẻ nhỉ. Chúng ta mua vé visit một đây 13 14 đồng. Đi khắp nơi. Xin mời các quý khách. Đi đi. Đấy, em đi qua đi. Ta sẽ cầm cái này lên và đi. Go, 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 go. Let's go. Đã đến. Chúng ta chuẩn bị đi Taipan. Đây. Come in. Tàu khá là đông luôn. Ta sẽ chuyển ga. Còn bán hoa quả ở tàu điện ngầm. Đây là dưới tàu điện ngầm hàng trăm năm ở Pháp đây. Sang 6 đúng không anh? Đây này, 6 đây này. 6 đi đi ai? Đi sát được Tour Eiffel này. Chúng ta đang đi dưới tàu điện ngầm hàng trăm năm của Pháp. Toàn là poster phim và biển quảng cáo. Ra tàu điện sâu hun hút. Chúng ta lại chuyển lên một thuyền mới. Khá đông luôn. Thuyền này ra Paris. Lên con. Trên tàu đi Tháp Eiffel. Thế à? Ta đã đến ga Bơ Ha Kem. Xuống đây nhanh. Quick đi, quick, 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 quick. Quick, quick, quick. Bơ Ha Kem, Tour de Eiffel. Chúng ta sẽ đi Tháp Eiffel. Đẹp thế nhỉ, này ga đẹp không này. Eiffel ở bên phải. Chúng ta sẽ đi Eiffel ở bên phải nhá. Cà phê kìa. Chúng ta đi qua hệ thống. Ôi trời đẹp thế ôi. Quán cà phê Boulevard Green. Ta đi sang đường để ngắm Tháp Eiffel. Đứng ở từ giữa này, bước lên này. Quán ăn siêu đẹp luôn. Ngập tràn không khí Paris. Here we go, chúng ta đã đến Tháp Eiffel rồi. Trời ơi đẹp quá. Đây chính là Tháp Eiffel huyền thoại. Con đường siêu đẹp ở Paris giống như Hà Nội. Những con đường quen thuộc ở Paris giống như Hà Nội. Đây là nhìn thấy tháp. Wow. Đây là Tháp Eiffel trong huyền thoại. Wow, quá đỉnh luôn. Tháp Eiffel quá đỉnh luôn. Dưới chân Tháp Eiffel rất là đông người ngồi ngắm cảnh. Tháp huyền thoại ngay dưới chân chúng ta. Vào trong Tháp Eiffel xem có gì. Xem Tháp Eiffel gần ngay trước mặt. Đứng ngay thấy trước Tháp Eiffel thì cảm nhận của bạn thế nào? Tuyệt vời.
Đang tập trung để ngắm đấy. Phê hết đất. Và đây là ở dưới chân tháp Eiffel khổng lồ. Ngay chân tháp có rất nhiều quán cà phê xinh đẹp. Con thấy đẹp không? À, đi ra đây nào. Đoàn du khách người Việt Nam đang ngồi dưới chân tháp Eiffel. Chân tháp Eiffel đỉnh cao. Ta sẽ đi qua. Xuống xe, bảo tạm hành về. Sang luôn. Dưới ga tàu điện ngầm, nghệ sĩ đường phố ạ. Quảng trường. Wow, quảng trường này này, chụp ảnh đẹp. Đường phố Paris vào những ngày hè. Đẹp quá. Ôi, trời quá đẹp luôn đấy. Chỗ này anh chưa ra à? Ủa, chỗ này chưa ra phí đẹp thế rồi. Đẹp biết, nhất đấy. Anh biết anh để dành dẫn là... Chỗ này đẹp nhất đấy. Đẹp thế rồi này. Thế thì dẫn mình mà sang xếp thì hay là sang... Thằng mê, mê đắm luôn nhỉ. Khác là... Đây, Clever này. Này, cái quán... Những quán cà phê đặc trưng ở Pháp. Siêu đỉnh luôn. Một cốc cà phê giữa trung tâm Paris hoa lệ. Xem nó thế nào. Có khác gì cà phê ở Hà Nội không? Khác gì không? Phê. Rồi đây là cốc cà phê đá Whisk Cream của tôi. Tỉnh bơi luôn. Cốc kem khủng siêu to khổng lồ. Quán cà phê rất nhiều các loại bánh. Bánh siêu ngon luôn. Đây là quang cảnh quán cà phê có từ năm 1927 tại Paris. Siêu lâu đời. Cà phê rất đẹp, ảnh hưởng. Các bạn, quán này nó cũng kiểu hàng trăm năm ấy. Hàng trăm năm. Quán cà phê siêu đẹp ở Paris. Không gian
đậm chất Paris với những cái hàng ở ngoài đường. Phố xuất sắc luôn. Nắng vàng ươm. Bầu trời siêu đẹp. Con phố đặc trưng của Pháp với nắng vàng và nhiệt độ se se mát mát. Bầu trời trong xanh. Chúng ta đã nhìn thấy Paris. Nào kiểu ảnh đây. Ôi siêu đẹp luôn. Đứng trước công trình rực rỡ này con thấy thế nào? Đây là tháp Eiffel. Những chiếc khóa tình yêu, biểu tượng cặp đôi yêu nhau, xong là khóa vào đây. Buổi chiều tại Paris bình yên. Em đang mua bánh á, kebab này hay là cái trên này, dăm bông. Một chiếc bánh 7.5 ơ, ăn đi thế nào, cảm nhận nào. Này ông Sơn, một chiếc bánh 7.5 ơ này này. Siêu ngon luôn. Wow, ngon thế nhở. Ngon không ngon? Nào đi ông kia. Nhưng mà bây giờ tầm này chụp ảnh được chưa? Để đi ra làm quà ảnh. Được. Bầu trời tuyệt đẹp ở Paris vào buổi chiều. Nắng quá các bạn ạ. Rất nắng luôn, buổi nắng luôn. Mùa hè Paris thật là rực rỡ. Và thật là thích, thì nước phải ra xung xanh. Đây là đường tới đại lộ Champs-Élysées và khỏi Khải Hoàn Môn ở phía trước mặt nhá. Đúng rồi. Đi xe buýt vậy? Không, đi bộ nhanh. Những quán cà phê siêu đẹp ở giữa trung tâm nước Pháp. Đây chính là đại lộ đắt đỏ nhất nước Pháp, giống như đường Đồng Khởi hay là đường Tràng Tiền của Hà Nội, đường Đồng Khởi của thành phố Hồ Chí Minh. Siêu đẹp luôn. Nắng siêu đẹp Paris. Con phố quán pizza, trước mặt là chúng ta là Khải Hoàn Môn, công trình lịch sử vĩ đại của nước Pháp. Được Napoleon xây dựng năm những năm 1806 và đến 1836 thì hoàn thành.
rất là to. Đây chính là Khải Hoàn Môn. Yeah. Quá đẹp luôn đấy ạ. Đẹp rồi, to lắm. Đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn. Champs-Élysées quá đẹp luôn này. Champs-Élysées trước mặt và mặt này là Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn đây rồi. Khải Hoàn Môn rực rỡ trong nắng chiều. Đây là đường hầm đi sang ngắm Champs-Élysées. Đây là mặt sau của Champs-Élysées. Đi bộ dưới tháp Eiffel. Địa điểm ngắm tháp Eiffel đẹp nhất Paris đây rồi. Khung cảnh tuyệt vời để hưởng tháp Eiffel. Nhìn từ chiếc cầu huyền thoại. 7 giờ tối mà vẫn sáng trong trang. Còn đây là sông Sen, chúng ta sẽ đi thuyền trong sông Sen. Đây là địa điểm mua vé tàu đi trên sông Sen. Chúng ta chuẩn bị lên tàu đi dọc sông Sen. Chiếc tàu này sẽ đi trong vòng 1 tiếng. Giá của 3 người là 45 euro. Đi vòng quanh sông Sen. Wow. Siêu đẹp luôn ạ. Chúng ta sẽ ngồi ghế đầu tiên luôn. Tàu của chúng ta xuất phát lúc 7 giờ 30 tối và sẽ đi một vòng quanh sông Sen để ngắm những địa điểm đặc biệt. Đây là tháp Eiffel trong nắng chiều. Con tôi đang ở trên sông Sen và Thúy Hạnh đâu rồi? Chúng ta đang tận hưởng không khí trên sông Sen vào mùa hè tuyệt vời của Ben. Đây là chiếc cầu đầu tiên chúng ta sẽ đi qua trên sông. Những chiếc cầu sắt nối hai bờ sông Sen. Và đẹp. Cái tháp Eiffel kia nó tô điểm thành phố luôn. Sông đẹp quá. Madrid, Tim Gan, Spa. Quá đẹp. Những chiếc cầu đỉnh cao ở châu Âu. Cầu với cầu này á. Paris, c'est le pont Alexandre III, lui aussi a été inauguré.
durée 1900, c'était pour célébrer l'amitié franco-germaine. Quá đẹp. Vâng, bằng sắt. Đôi bờ sông Sen. Đôi bờ sông Sen tuyệt đẹp. Le commentaire continue avec l'histoire du Louvre sur la gauche. Le current is Gaza National Park. We are now heading to the Gaza Center of Paris and on your left the City Hall. Đây chính là nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy này, được khôi phục lại này. Notre Dame đang xây sửa. Lâu mà chưa xong. Cửa này phải mấy chục năm, hàng chục năm, nó tỉ mỉ thế kia mà. Điện đi trên cầu đẹp tuyệt vời, hai bên bờ sông ngập tràn người ngồi luôn. Bên sông Paris là ảnh hưởng đấy, tất cả mọi người đều ra đường ngắm trời nắng. 8 giờ, 9 giờ vẫn nắng chang chang thế này luôn. Thật là lạ kỳ, đúng không? Mẹ thấy lạ không? Điều lạ đầu tiên ở châu Âu. Đây là bảo tàng Louvre, rộng kinh khủng khiếp. Rộng nhờ, kéo dài không biết bao nhiêu mét. Toàn cảnh tháp Eiffel nhìn từ tàu sông Sen. Bầu trời lúc 8 rưỡi tối. Nắng chang chang. Mẹ thấy bầu trời 8 rưỡi tối thế nào? 5 giờ. Trời tối 5 giờ. Quê. Trên đường về nhà chúng ta đi qua tháp Eiffel buổi chiều. Không gian siêu đẹp luôn. Nhìn tháp Eiffel buổi chiều này. Lung linh chiều đâu hả anh, buổi tối. Buổi tối chứ quên. Sau một ngày vật lộn ở các bến tàu, bây giờ chúng ta đang đợi tàu để đi về nhà. Về nhà ăn tối rồi. Lúc 10 giờ. Giá tàu cho một ngày đi ôn tuyến là 13 euro, khoảng hơn 300 nghìn. Thế là rẻ rồi, mình thích đi bao nhiêu thì đi. Không, một người chứ. Ba người hết một củ. Đấy, đi vào đây. Mở ít cửa. Tàu đêm bằng. Tàu ngầm Eiffel. 9 giờ 15 tối mà trời vẫn sợ. Nắng tưng bừng. Chúng ta đã dừng và đổi lai tàu một lần nữa. Đây là lúc gần 10 giờ tối ở khu tôi sống. Trời vẫn như kiểu gần 7 giờ. Gần quân 13 Paris. Kết thúc một ngày và bây giờ là 10 giờ, chúng ta đã mua được một đống chiến lợi phẩm rồi. Và trong siêu thị mua chỉ có hơn 10 euro thôi, một đống ba quả. Là đường về nhà chúng ta. Passe Canot.
Xin mời các bạn. Tí nữa cho Ben thử thách mở cửa nhá.